Cùng chơi đối với trẻ em đó là những gì đến tự nhiên. Và trẻ em nên tận hưởng vui chơi càng nhiều càng tốt. Chỉ cần chơi 60 phút hoặc nhiều hơn hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ béo phì, bệnh tim và giúp trẻ em mạnh khỏe và có cuộc sống tốt hơn. Khuyến khích và dành thời gian cho trẻ em của bạn để được hoạt động và chơi. Hoạt động nhiều hơn, ăn uống lành mạnh. Nếu cần thêm thông tin, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi. Thực hiện với sự tài trợ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch.